thì đi ở ngoài nữa cực, ở ngoài cái sánh này bắt con gánh nước cực quái phải đi vô đấy. Gánh được cái sóng xe bốn nữa mà lên giống cái đôi đấy mà thằng ảnh từ về là hai đứa không mà gánh là thấy con khổ rồi từ vô đấy. Vô đây thì đầu tiên là vô với bố ở kinh tế mở cho ta về đây rồi về chị gặp đường nữa. Vô xưa ở với bố. Cái bú hả? Cái bú hai đó. À. Trường là bá nữa thế. Tụi bên ở lũ nữa, sao anh nhà bá nó bắt ruồng nữa hả? Anh nhà bá nó về đường bắt ruồng á. À là ở ngay đó luôn? Ở đôi 11. Thì muốn phân lắm lên về đó là họ chạy cho con cháu có đôi là tụi đệ trở rồi. Ghê lắm. Tụi đệ trường nhà bá rồi là có tao về tặng rồi em lên chắc cái hôm về đây rồi. Đi ngựa mà không chịu cho đi là đi được về được thôi nổi vướng sợ rồi. Ở nhà là ai sửa má nhất? Mấy đứa con là đứa nào sửa má nhất? Sướng hả? Sửa má ai có sửa má không? Đứa mô ly nhất hay là đứa mô là ngoan nhất? Người ngoan nhất nữa. Nó làm dặn gào làm đủ hết, tại tao đi muốn đâu có thương lắm mà đi bộ không. Buôn gì? Buôn thuộc về thơm về chuối rồi đủ thứ chúng gánh 60 gánh, 60, 70 kỷ gánh nổi. Nó buôn được mấy năm? Nó buôn được mấy tháng á. Đi kiếm tay mới rồi với họ mình họ cũng cho gạo, họ cho cái gánh đi buôn á. Mà ăn cho con gạo mổ, ai cho đi lên bộ cục lâu con gạo lắm. Từ khi hết gạo rồi thì hết thế, họ cho gạo rồi không cho đi bố, họ bắt đi cấy, họ đi làm. À là cái thơ bao cấp rồi nữa? Ơi, năm 16. 16 hả? Đi cả đêm, đi coi như là 12 giờ đêm, 10 giờ đêm là đi. 10 giờ đêm là đi là quá thời là sáng, là bán cho chiều, quá thời sáng xong rồi về. Tụi lại là 6 thời gian 6 là bao nhiêu ta đi về chiều. 12 giờ đêm đi là quá thời chiều là một dài, nên có tao. Rồi sáng là lên cho tên, mua hàng về. Còn bữa đi mới vui nè, họ đổi tiền mà mình biết của năm rồi, của năm hai o cháu, hai chị em của năm rồi, năm thằng ăn sẵn thằng mình nói đi ba họ đổi tiền ba không biết còn ngoài sổ người bạn luôn mà râm nữa ta quay phim. Hãy nãy hả? Thì cũng bán thì vậy, cũng bán cả con được thì phải lo mà bán mà mua mà bán chứ. Rồi răng lúc mà đầu tiên nó lại à? Cháy. Đầu tiên sao mà đầu tiên cháy? Thì đó là mình rơi thủ mấy bu là 12 giờ trưa rồi là hết rồi đó, hết đổi, làm cho một phút. Mà ông đi tìm tao ở biển chồng ông đi tìm tao đi về chợ phường lắm mà đang tìm một chạy lui từ tới mà đi bộ hả? Đi bộ hả? Chạy bộ chứ. Bò gánh đâu bên phường lắm ạ. Chạy về đội được tiền xong là nửa tháng sau họ mới có mình bộ túc là lâu. Khi nào mới đi ship cái nợ và vô mấy bộ túc đấy là quen được thế đấy là coi như là người cháu ăn gạo đấy. Còn cho gạo đồ về ăn, cái tiền đâu mua, tiền đội không chứ đúng rồi. Không cho xe tiền hả? Đội tiền thôi nữa, đội tiền. À. Tiền mới đưa tiền đi, mà từ dân đội phải là ai có nhiều bỏ ra, ai có nhiều bỏ ra. Tao chạy núi, chạy gần chết cả, chị em chạy về đội mà đến 12 giờ trước nữa. Lâu đi tổng, đi ra,
mãi gần dưới bên mình. Cho đủ thứ về ăn cái cổng. Sao mới lấy được tiền mà mình bắt đầu mình đi buôn. Cái tiền cái gì? Không thiệt đó. Ở mấy vũ tập cực lắm, tay đi gánh từ đây mà qua tổ bên Phương Lấm đấy. Nếu mà đêm mà đi 12 giờ đêm mà là héo hả? Thằng một hả? Là chạy mà đi trước cũng được, đi sau cũng được. Có tính sợ nữa. Cũng sợ, à, cứ sợ cũng héo một thôi. Heo một là gì nữa? Con heo mà trong rừng mà con nó heo một lần to lên cảnh mình chết á. Heo rừng á? Ừ. Đi nó chỗ đá cái ní. Rồi chanh đi giữa thôi. Có bò mưa đi và ở bên chỗ nó tu á. Tu con xây, nó đang xây tu hết. Chạy mình nó còn gần lấy cái súng, đập cái trên vai, giật mình đi. Hỏi cái gì nó còn thấy mấy cái ống nào chạy ngang đây nó cũng bị chết hết, cũng thấy. Rồi bà mình về bà sau. Sáu bữa nữa thì lạc đi chắp bắt sờ gọi bắt chạy bắt lạc trong thương hồ thì nợ thì mua cũng được nên là chắp chửi này chửi chưa bạp á bắt một gánh rửa về đồ rồi chờ bà thế thôi nữa thế sau muốn lên gánh 80 kg gánh á mà từ mấy mũ mà quá thổ phương lắm á là chỉ được phép nghỉ 3 lần thôi tháng mà được nghỉ 3 lần nữa thì mình nghỉ gì không quen đi. Là nghỉ là quá đá cái là nghỉ 1 lần rồi tới quán cô đơn nghỉ 1 lần rồi tới chỗ chỉ đi nghỉ 1 lần là bắt đầu tới trời chiều là ngủ chỉ ngủ không đi ra đâu. Dạ đấy có mít gắn lưới ảo mà về đồng bồ nhánh mơ vô mảy làm nhánh mơ bắt đầu là xin cái ba ở trong cái nhà nữa mà khi vui là ba cháu ngủ cũng ra. Mà khi buồn là ba chồng ngồi sẵn à. Là vì chồng ba đi cải tàu ba tức cho ngồi sẵn mà khi ba thích rồi là ba kêu chị ba vô đây ngủ với cả em là vô ngủ kể chuyện là có như ba cho người ta hồi nào ăn họ cho họ ăn cái chảo với thịt với thịt heo với là về thịt heo với cải là lúc nào bỏ về chân cơm rồi với cái chảo ăn cơm xong rồi ăn chảo còn nước họ lắm còn nước mà bố cái quán và cái shop tao nữa ở là chỉ người già thôi là bố nó cháu mình lần mà hàng cháu mình nữa là hàng cháu mình chảo luôn có khúc có về luôn có em mát mẹ đi vui lắm đi buồn cực lắm còn vừa hành bắt bạn chị trường hành bắt bố trúng nợ là bắt hành về làm vậy từ thuật làm giải trí đó, cảm đoán như đó. Hỏi vì đang mà đi buôn đi đường thì họ cấm mà đang đi lấy túi ra túi xa tháp đồng cưỡi mà bên đi cũng bỏ đồ trái cây cũng bỏ đồ thôi nữa hay mình từ nặng quá. Quá mua đồ bên đi cho rẻ, mua súng mua đồ cho rẻ được về. Là về kể cam kết là phú được lần sau là cũng còn đi, là cũng biết cho hẳn nữa rồi là cho đi. Đi ra qua thổ bên nữa rồi là tôi lên sau lâu là bắt lại lên nữa bắt lại lên nữa thì anh hỏi vì răng bơ hôm nọ rồi tôi cứ đi nữa thì cứ nói thiệt với chủ nhé chứ tôi đi công nhân à đi ở kinh tế mới ở mấy bố mà cũng không cháu gào thì cháu phải dậy được ăn muốn chuyện gào mà ăn rồi bà cháu phải dậy thì bà đi qua rồi bà gặp cái thằng mấy cây sẽ ủi á, thằng đi kêu, thằng nói gì ơi gì, thằng á sáng chứ đó người ta ủi, gì ơi gì mua dầu dò dầu đoán gì đó dầu mà để chạy máy chạy xe, anh bạn tao một cán, bạn tao một cán mà nói đi, dầu đâu mà cố có, tôi mua. Hỏi mua ở đâu thì chứ hỏi kỳ ở Việt đâu mà chứ thằng lại đưa con bán con nên rắc rối cực gì đâu thôi khiếp có sao đâu thời gian mà hẳn họ cho gạo mình ăn rồi là coi như là bắt đi cấy đi làm rồi đâu không cho làm chi nữa không cho đi buôn không mà tưởng ra mình đi buôn còn chuyến buôn bán gánh một gánh nữa mà tôi bắt đầu 10 giờ tôi lên xong rồi. Trong bên không lắm mà gánh với
gánh về thấu tí đó, thấu đi cái chỗ gánh về đi cái chỗ đó cái là coi như là hết à, là 10 giờ ta quay phim mà mình chỉ nói đây. Quay phim đang làm mà Sari chuyển nồi kế. Kể chuyện thời xưa. Anh bắt nó kể thời xưa tao phải kể. Nhớ chuyện thời xưa. Nhớ được cái gì thì kể cái đó đi. Vài hôm mà quên thì cho qua lại. Mình đi đây. Thầy nói chán. Ra là giờ là nhớ chuyện thời xưa. Ta là ngay ra. Đi một mấy ngày nữa. Thầy đâu đó. Nghe kêu gánh 80 kg thì ghê đó. Cái gánh 80 kg thì ghê đó. Phải cái đâu là năm năm sáu chục thôi. Biết răng không? Năm sáu chục là biết mấy răng không? Anh già quái đó, bắt đầu thêm chút cái thơm. Chút cái thơm xong rồi á. Thì thấy già quá, chai thêm một đoàn tại cái quán bố đơn thì già quái mua thêm 10 này chuối. Đó, người này chuối bỏ vô, gắn con dê thì tới đó mua 10 cái gâu. Là bỏ vô gánh với bà. Gánh khó, mà sẵn gánh khi đâu 60 mà lấy 80 mà vẫn gánh về nhà được. Ở trên nhà còn nhỏ là gánh đâu nam đi chờ là mấy chục bỏ thôi. Đó, nói chứ là gánh ít ít thôi, mà chứ mà thêm lên thì được. Còn có đùi nữa thì đùi đi chờ. Còn vừa đi ngang đó, quả cứ có gặp cái ba. Ba mà tao có ngủ lại cái đêm đó. Ngủ cái đêm đó. Ba gặp ba có phòng để cháu không đúng. Con nữa cái thằng nữa đem đi vừa mà. Thằng đẻ được con nên đem về có trực mình. Cần bảy ba là chưa cắt dao cắt rụng mà sao ba. Ba cắt dao cắt rụng cho ba bỏ không cái lưng đi ba cổng ba đi hải hải đông xanh. Ba gặp ba. Và ba này chỉ ba đứa em gánh cho ba gánh cho tao quả cái chỗ. Ba bảo mày chứ không tìm bạn đâu đấy gần hết. Ba chạy gần gần gà chảo phải lưng mà gần nó tống gần gần. Ba thủ thì bộ ba hại đâu. Ba này tới quay đầu. Rồi này nó rửa chảo trái mình đi rửa nó không sợ bỏ chuồng đi. Anh ác lắm anh đại ném đuối ra cho túi. Đuối mà chứ cách giấu mình nghĩ đấy. Đều đi về ổng ở đâu còn cờ nọ đó ổng gãy ổng đi ngứa đi về khuya quá đi mô quần cục hả một tuần hẳn gặp tao cũng gặp đánh gấp gấp đó cũng ghê thì tao ngồi thì hạnh ngủ quá sáng tao đi sợ mình thấy chim gà ngon quá rồi hạnh thấy là một tuần là hạnh đó có việc tao đó đi bộn cho sáng là đi là hạnh ngủ chơi dày tụi với chuyện giờ đêm hạnh mà ngủ rồi có được dự dân người chơi. Ừ. Cái nó mới nhờ sướng lắm mà. Lao được mấy năm? Lao được mấy năm? Được nắm á. Gần bản á, bản rõ được nắm hả? Nắm là bên Phong Lâm là được ăn đâm một đê với Phong Lâm. Bản trong nữa là đủ thơm này, sụ này, hành này, dậy hụt thuộc mà dậy ba lứa nè. Hồi này là dậy ba lứa nè, thuộc rê này, chuối này, bạp chuối này. Đủ hết trong gánh là về ta sổ một cái là bán sạch chứ bán giỏi lắm đưa về mà thầy cái lương không nhớ lấy á thằng cái lương không nhớ lắm rồi mày chơi cái đợt gì mày mũi về cả mày chơi tao rồi người đi trường cốm về cả cốm đã lắm mà khi mà thất nghiệp thì đổi cái tiền ở mấy hồ mà cho mình ăn cho mình gạo đồ ăn chứ đi bố đi bán nữa tao bắt đầu bố cái quán nữa là tao ngồi tao nói chắc là mua hết luôn thực tế tao mua mua hết luôn rồi chứ ba bên không nhớ nữa ngồi tao là hết gần thế là hết gần về thôi chứ không có cái nào mà về mà con chỉ mua về để trong nhà này
uống là một cây thuốc, thằng anh cây thuốc, mỗi người mỗi màu, bên đi thuộc ngon, bên đi thuộc kiểu dạy in to, hay là cũng chưa lại với con, cái con ngày nào cũng bán sạch con đánh luôn, có ngày nào mà con mà họ đi là ngày này đi là về ngày mai để được thì giờ bán một ngày là ngày mua cũng lên đưa lại đi cũng lắm, nhưng mà đây là cái ngày nào cũng ngày đó cũng là vẽ chứ nhá. Đi được bay được cái má đồ đó cái về đó là nói chung là cái da là cái da má cái da chỗ mà đường mà qua thì chỗ mới đường đi về đó mới xe mới đi về đó nhưng mà ba mấy bố mới biết đâu biết lên chỗ thì lên sập quá bắc ruộng là cái chỗ quá quá chỗ mỹ đức đó nè rồi biết mấy bố lên đi bố đường Đà Lạt này. Là ta ở trong cái chỗ đi vô đó. Năm này năm bao nhiêu bạn? Năm bao nhiêu tuổi rồi? Mấy? Năm bạn có bao nhiêu? Em 37. Mấy? 37. Là mới đấy hả? 37 tuổi. Là nồi hay là bạn? À ảnh hả? Ảnh ảnh mấy biết. Nó có con có hết luôn á. Út khoe trắng có hết. Chắc tầm 20 hả? 20. Mố. Mười mấy tuổi hả? Chắc mười mấy tuổi. À. Nó là nội tâm bao nhiêu tuổi? 37. 37 tuổi hả? Làm ghế nữa hả? Thì có đồ nữa, có ảnh về làm nhưng làm mình làm như mấy nổi rồi đó. Khi mà ông dục của tôi cũng khổ quá, ông đem về, ông khiến về với tao. Ông quá về, quá đem, ông về để làm thờ mại, tôi chỉ nghiệp á. Là mình cũng quá bị đồ không số thế thằng hùng thì gẹ đến đầy người không gẹ ghế đâu thằng ảnh số của anh đến mà đang con trun dai gì mà bắt nó đi đó con trun bo có con miếng con bo có con ruột cho hết số ghế lắm ai bắt thấy ai bắt thằng ảnh từ bắt hả bo trở đi là hành hạ miền đó con trun bo thì là không biết hả biết chứ số không biết hả số là phải ăn con trun nữa ghế hả có muốn một con tuổi chó về đó thì được muốn ăn được con là chó bảy tuổi ăn thôi nữa thì khác là hẳn là bò lên đến được con bò từ bò không được rồi thôi nữa số cái thằng hung là ngồi qua ông biết hung là bị số à bị gãy dùng dục vô quá có đem về đấy là đấy à là từ mấy bố mới đem về đây đem về cả nhà về đây luôn đi bộ tao đi bộ là ốm gọi đi xe không đã ngồi cọp đấy là mới về để ở luôn đấy hả? Về ở. À là ở bên này mấy năm mới về đấy thôi. Về đây ở với làm xí nghiệp đường. Xí nghiệp đường là sạp rạch bản đồ là ông có làm đó tao rồi. Sáng một giây gần 25 nghìn nước đổ cho họ làm đường. Xong rồi 25 nghìn đường nước không phải máy đâu đâu mất 25 đô xong rồi từ 10 giờ là về đi tập rạch. Tập cái rạch cũng được đánh. Mà thằng ảnh là đi chặt cây. Chặt cây chứ không có tối. Chặt. Mà ăn có quả. Ăn cả đó hả? Ăn cả hả? Đi chặt cây. Nó có tao là phạt. Phạt là người, mấy người van cho tao. Là tao làm cho tao xong. Rồi nhà xong quá làm cho thằng lấn nó cũng đấy. Thế bọn anh chắc cực từ nhỏ ấy. Anh đâu mà chắc đi làm từ nhỏ ấy. Bắt đầu là khoảng 1 giờ rưỡi là về bố đi làm gần 25 đô rồi 4 giờ, 5 giờ là bắt đầu về có làm gì lắm nhưng mà đừng ra là ốm còn nhỏ ốm còn giỏi, ốm ra là ốm thử ốm còn chấp tay đi, ốm còn giỏi dùng chân như thế đó mà mới giỏi làm giỏi ghế thì mình được về đây anh trong khoái ra thì trong khoái nhiều một khi mà bắt đầu trong được khoái rồi á đào sĩ nghiệp bỏ đào sĩ nghiệp bắt đầu tập về là người tháng người ta là bắt là lúa cực quá đi lâm lâm mình dưng bắt đầu lúa vốn cũng có chỗ bỏ nhiều có biết khoái ngồi nói với họ cái quả này có thiệt có nên đi trong khoái có thiệt ý là lúc là sờ đỏi người trong xó khoái anh ngờ là gào còn về đây làm gào nhiều khi mà bắt đầu đỏi là ai cũng biết
công nhân họ phải cho được 2 kg gạo là con 11 kg bó còn ăn cái giờ gạo đi bố đây con bố con bố ra con bố tẹt mà nồi cơm không khoái con bố đi thím tẹt mà ăn đi là thím phải thôi bảo thôi nhà thím lấy lấy không đóng cho thím đánh kỳ gạo đi ăn rồi bên đây nó thì bán về có 6 phạt thì cũng nhân thiện rồi bố là bỏ thừa ho một triệu gió phạt rồi đó là cái người sông đổi là sợ gia mình này giao một tiền là hai, giao một cục là ba này, giao một tiền là bốn người giao này là cứ xong rồi, xong giao lại xong rồi, có đi bước quá sáu, cũng cái hồ vốn là của cái hồ họ vào đây được, mình là chỉ có của hồ một người giao nữa, không biết thế, được lắm.